Chậu rau thơm hôm bữa mình trồng bữa nay xanh tốt quá chừng luôn, mà chưa có dịp để ăn nè. Bây giờ nó ra rất là nhiều chồi luôn nè, chồi nào chồi nấy, nó dài sọc sọc luôn nè, nhìn thấy mắt ham luôn. Rồi cái chồi bên đây nó bò lan qua bên bên cái chậu bên kia luôn rồi. Để không rài nó cũng muốn già luôn rồi nè mọi người. Bây giờ nó ra bông luôn rồi, chắc để đây làm giống luôn. Rau thơm rất là dễ trồng luôn á mọi người. Mình mua rau thơm mà chợ về ăn á, thì mình lặt hết những cái lá và cái đọt non ăn, và mình chừa lại cái cọng ngắn khoảng như vậy thôi. Và mình ghim xuống đất, nhưng mà cái cọng nó phải còn rễ nha, thì nó sống hả mọi người. Đây là những cái cọng mà mình mới găm nè, bây giờ nó ra đọt mới rồi đó. Ở đây thì mình có trồng thêm hẹ nữa nè, rồi hành lá. Chậu hẹ này thì mình mới trồng sao rồi nên chưa có được tốt lắm. Đây là cái hành tím để mình lấy củ nha. Rồi lá dứa nữa nè, rau lan nữa, mình trồng cũng khá là nhiều loại á.